thời trang của nhà thiết kế Tom Tè. Anh đã sinh ra ở Mỹ và thành danh ở Mỹ là Việt Kiều, Campuchia đã về Việt Nam. Vâng, và một cô người mẫu ở Hàn Quốc, cô là Giang Đông Hun. Cô đang biểu diễn với cái đôi mái tóc bím trông rất là dễ thương. Vâng, còn chàng trai này đến từ, alo, một người mẫu siêu mẫu đẳng cấp vừa đoạt giải ở Ý về. Anh đã đoạt giải được giải nhất và thưởng một chiếc cúp vàng và hai gói bim bim cộng với một chú cún rất là dễ thương. Vâng, chúng ta hãy cổ vũ cho những người mẫu chuyên nghiệp của chúng ta. Mong rằng những bộ sưu tập sau ra sẽ đặc sắc hơn. Đó là nghệ thuật. Vâng, thật là đáng yêu. Những người mẫu của chúng ta. Một tai nạn nghề nghiệp đã xảy ra, không sao. Nền ẩm thực văn minh lúa nước. Vâng, thật là tuyệt vời. Ba người mẫu kết hợp những đường sắc. Vâng, với biểu diễn thời trang này chúng tôi đã luyện tập mất 25 ngày và 6 phút và 3 đêm nhá. Vâng, rất là vất vả. Các người mẫu chúng ta rất là vất vả, chuyên nghiệp. Mỗi người mẫu chúng ta đã sút mất khoảng 2 kg. Với tâm huyết của nhà thiết kế, các cô người mẫu đã biểu diễn hết sức mình với những khả năng thật tuyệt vời của mình. Đấy, kết hợp cả động tác hip hop vào trong biểu diễn. Sáng tạo của nhà thiết kế và nhà biên kịch. Vâng, xin chào khán giả, chào các bạn đã đến trở lại với chương trình biểu diễn của các người mẫu chúng ta, và đây là bộ sưu tập của nhà thiết kế chuối hộp. Vâng, thật là đặc sắc. Tôi đang biểu diễn động tác và chuyên nghiệp, và đây là người mẫu đại tài, người mẫu siêu mẫu của chúng ta. Vâng, anh đi những cái động tác như là đi chăn trâu. Vâng, đấy, cô người mẫu đang
đang biểu diễn, đang đi hớt bèo về nấu cám lợn. Còn đây, đây là cô người mẫu Campuchia. Đấy, cô đang lấy rổ đi xúc tôm nhá. Ôi, thật là chuyên nghiệp. Người mẫu của chúng ta rất vất vả, huấn luyện tập được những cái động tác không ai có thể làm được. Đấy, nhìn những ánh mắt và những nụ cười. Vâng, đây là tiết mục cuối cùng của đêm diễn hôm nay. Hẹn gặp lại đêm khác. Mong quý vị hãy ủng hộ cho chương trình Thời Trang Quốc Tế. Vâng, xin chào miệng, tạm biệt.